Chào các bạn nha. Hôm nay mình có muối cá cho gia đình ăn, sẵn mình chia sẻ các bạn cách muối cá rất là vừa ăn. Mình không cần để nguyên con như thế này và cũng không cần cho muối trực tiếp vào luôn. Cá này nó lớn lắm, nếu mình để nguyên con vậy á, khi mình muối rất là lâu thấm và mình chiên cũng không có được ngon bằng đó. Thì mình sẽ xẻ cá này ra. Ở đây được hai con cá này 800 gram, nhưng mà mình sẽ dùng một con là 400 gram. Cá mình đã xẻ ra làm ba như thế này rồi, mình sẽ dọc lại làm hai. Này nó lớn lắm các bạn, nếu mình không làm cách này thì mình chiên á, bên ngoài nó giòn nhưng mà bên trong thịt nó sẽ bị mềm. Mình làm cách này mình chiên nó sẽ được thấm vị ngon hơn nha. Với 400 gram cá thì mình sẽ dùng là 200 lít nước và một muỗng đầy muối. Một muỗng đầy là khoảng hơn 10 gram nha. Xong rồi hòa tan ra, mình dùng muối hạt. Với cách muối cá này, cá nó sẽ vừa ăn thấm vô từng sớ thịt. Và các bạn cũng có thể nêm nước trước, nó vừa ăn với khẩu vị của gia đình của mình luôn, không sợ mặn lạt. Nếu mình muối cá để muối bên ngoài thì cá nó sẽ lâu thấm. Xong rồi cho cá vào. Nếu mà các bạn cho nước nhiều thì mình phải cho nó muối nhiều hơn. Các bạn thích mặn thì cho thêm muối, thích nhạt thì mình giảm muối lại. Hôm nay vì có thời gian nên mình muối cá nãy giờ được 3 tiếng đồng hồ luôn nè các bạn. Thì có thời gian mình muối cá nó sẽ thấm vô trong và cái thịt cá nó sẽ trong hơn nha. Bây giờ mình sẽ đem xả cái nước muối này ra và để ướp thêm gia vị để cho thịt cá có vị ngọt đậm đà hơn. Thì mình cho ở đây một muỗng cà phê hạt nêm. Mình đã sắt xong sả, ớt và tỏi cho vào. Sả, ớt và tỏi hay tùy các bạn thích ăn nhiều ít thì mình có thể tăng hoặc giảm nha. Xong rồi thì mình sẽ trộn đều lên cho cá nó thấm gia vị và với tỏi ớt. Cái sả này thì mình chỉ sắt thôi, mình không có bằm. Các bạn muốn ăn nhuyễn hơn các bạn có thể bằm lại. Hôm nay á, mình nói chuyện hơi khó nghe tí xíu, các bạn thông cảm nha. Hôm nay thì mình hơi bị khan tiếng. Để đây cho nó thấm mùi thơm và gia vị khoảng 10 phút mình sẽ đem chiên nha. Mình chiên cá bây giờ nó cũng vàng hai bề các bạn ơi. Bây giờ mình cho sả vào nha. Sả mình cho sau để cho sả nó không có bị khét á. Đó, cho lên trên như thế này. Với hôm nay cái da cá bây giờ nó có một lớp giòn bên ngoài như là khô vậy đó các bạn, và thịt cá thì bên trong á nó gáo chứ nó không có bị quá cứng nha. Bên ngoài da giòn, bên trong thịt cá ngọt. Bây giờ thử với các bạn xem cá cái vị như thế nào nha. Vị mùi thơm ngon vô cùng. Bây giờ mình sẽ thử nha. Quá vừa ăn luôn các bạn. Thơm mùi sả ớt. Riêng với nhà mình là như vậy nó đã vừa ăn rồi, nó không cần thêm bớt gì nữa. Cái này mình ăn với cơm thì ngon vô cùng ha. Nếu các bạn thích món cá chiên và thích cách làm này thì hãy thử ra bếp làm để cho bữa cơm gia đình mình thêm ngon hơn ha. Chúc các bạn ngon miệng với món cá chiên này nha.